Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Trần Bảo Quốc, 47 tuổi, trú tại phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy loại hàng khay, ketamin, ngụy trang trong các gói cà phê, mì gói, 1,2 kg bột nguyên liệu dùng để pha chế ma túy mới dạng nước vui, 200 vỏ bao ni lông gồm các nhãn hiệu nước vui, 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác. Trước đó, cơ quan chức năng nắm được thông tin về nghi phạm Trần Bảo Quốc, biệt danh Bố Già, sở hữu 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội cướp giật ma túy, đang mở rộng địa bàn ra miền Trung sau thời gian hoạt động ở miền Nam. Quốc bị lực lượng công an tại thành phố Hồ Chí Minh nghi vấn nên chuyển hướng vận chuyển ma túy ra thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế tiêu thụ để tránh bị theo dõi. Chỉ trong thời gian ngắn, Quốc móc nối với những chân rết, một số vệ tinh tham gia đường dây mua bán vận chuyển tiêu thụ ma túy tại 2 tỉnh thành này. Tối ngày 12 tháng 10, khi ô tô chở Bố Già Trần Bảo Quốc vừa qua trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi di chuyển về quốc lộ 14B, các tổ công tác bất ngờ bao vây, ra hiệu lệnh dừng xe đoạn qua xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Lúc này, tài xế không chấp hành, tăng ga vượt lên nhưng đã bị chặn đầu xe. Lực lượng trinh sát trấn áp, khống chế, thu giữ tang vật hơn 2 kg ma túy. Qua thử test, Trần Bảo Quốc dương tính với ma túy. Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.